Cân điện tử giá phát xin chào anh chị ạ. Video này chúng ta sẽ quan tâm đến dòng cân phân tích Shimizu AOB 300g, độ chính xác 0.01g anh chị ha. Dòng cân Shimizu này là có sử dụng pin tiểu cho nên là cái sự linh động của cái cân này nó nhiều lắm. Được sử dụng phần lớn trong lĩnh vực cân mũ cao su hay là cân hóa chất hay là cân định lượng giấy mà cần có tính linh động cao thì mọi người có thể nghĩ ngay đến dòng cân Shimizu AOB 300g này. Ví dụ ở đây thì có anh khách hàng anh đang sử dụng cái cân này trong lịch mũ cao su và đây chính là cái cục mũ khô đã nấu xong rồi và cân tính độ. Thì khi mà sử dụng cái cân này trong lĩnh vực cân mũ cao su thì anh chị để ý cân này sử dụng pin tiểu và cái vị trí mà để cái khay pin nó khác với những cái dòng cân khác là nó nằm bên trên, những cái cân khác thì nó nằm bên dưới, còn này thì nằm trên như thế này. Cho nên là mình sử dụng mà không cẩn thận thì nước mũ hay là một cái số mà hóa chất hay gì đó nó có thể rơi vào đây và nó làm ẩm khay pin. Thì nếu mà mình chọn cái cân này để sử dụng thì mình nên để tâm tới cái việc nên sử dụng làm sao đó để cho hóa chất dung dịch ẩm nó không tác động tới khay pin. Tại vì pin tiểu nó có hai điện cực nếu mà mình không sử dụng cẩn thận thì nó tan rỉ hai cái đầu lò xo thì nó làm cho cái cân mình kém bền đi, đặc biệt trong lĩnh vực mũ cao su nó hơi ẩm nữa. Rồi và video clip này thì chia sẻ với anh chị là nếu mà chúng ta sử dụng cái cân này một thời gian sau đó mà cân nó không còn chuẩn xác nữa thì chúng ta phải như thế nào. Thì nếu như mà anh chị đã có những cái quả cân chuẩn 100g, 200g này rồi thì chúng ta có thể là thử lại thôi. Chúng ta có thể đặt cái quả cân lên và để chúng ta kiểm tra là cái cân này nó còn chính xác hay không. Và nếu không chính xác thì chúng ta có thể hiệu chuẩn lại. Thì hiệu chuẩn bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta sẽ dùng những cái quả cân chuẩn anh chị ha. Thì video clip này sẽ gửi cho anh chị là cái cách hướng dẫn hiệu chuẩn nếu mà anh chị đã có cái cân này và đang sử dụng và có những cái quả cân 300g là như thế này. Thì anh chị sẽ làm theo video clip này anh chị ha. Đầu tiên chúng ta sẽ khởi động cân lên, bấm vào zero. Nhưng mà trước đó là chúng ta nên kiểm tra cái sự cân bằng giọt nước. Anh chị thấy cận cảnh ha. Mình đã chỉnh cho cái cân nó thăng bằng, thật sự thăng bằng và mình tham khảo bằng cái vị trí giọt nước đó, giúp cho cái cân nó thăng bằng. Rồi chúng ta tắt hết tất cả mọi yếu tố tác động tới như là quạt gió, như là máy lạnh ha, mình tắt hết. Rồi chúng ta sẵn sàng tới chế độ mà hiệu chuẩn cân thôi. Chúng ta bấm mode. Mode đến can hiệu chuẩn cân ha. Bấm ta ra xác nhận. Rồi chờ cân nó chớp. Rồi đến lúc này thì chúng ta đặt 300g lên. Và chúng ta nên đặt ở trọng tâm và đặt nhẹ nhàng anh chị ha. Rồi chờ cân nó phản hồi. Rồi như thế này nè, nó nhịp nó chậm lại thì chúng ta bấm ta ra để xác nhận. Rồi lúc đó là chúng ta lấy quả cân xuống. Rồi như thế này chúng ta bấm ta ra thêm một lần nữa và quá trình hiệu chuẩn cân đã xong. Mà đơn giản với anh chị ha. Như vậy thì anh chị trong kinh doanh trong lĩnh vực cân mũ cao su mà để biết được cái cân của mình có sự chuẩn xác hay không thì chúng ta nên mua thêm những quả cân chuẩn như thế này. Đây là quả cân chuẩn F1 100g inox anh chị ha. Giá nó không có thật sự quá mắc nhưng mà chúng ta sẽ chủ động hơn trong việc mà tự kiểm tra cái tính chính xác của cân của mình. Và nếu phát hiện nó sai lệch thì chúng ta sẵn có những cái công cụ dụng cụ và tham khảo video này thì chúng ta chuẩn lại cái cân nó hoàn toàn chính xác cho mình luôn. Rồi xem xong video clip này mà anh chị cảm thấy video clip này hữu ích thì anh chị hãy bấm nút subscribe hay là nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video clip mới nhất từ kênh tự giá phát về hướng dẫn sử dụng hay là về sửa cân điện tử anh chị nha. Và nếu mà anh chị cần tham khảo hay là mua thêm những cái dòng cân điện tử để cân mũ cao su thì anh chị cũng có thể gọi nhanh đến số hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833. Thì cân điện tử Gia Phát sẽ gửi cho anh chị những cái mẫu cân mũ cao su mới nhất hiện nay và giá cả tốt nhất hiện nay luôn, và sẽ miễn phí giao hàng tận nhà đến mọi người. Rồi cảm ơn anh chị đã dành trọn thời gian tham khảo video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt. Xin cảm ơn.